Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc và Bài nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng: 0818 60 60 60 và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em. 0902 060 151, ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Kho nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý nha. Hiện tại thì Hồng Phúc Mobile đang bị giả danh rất là nhiều anh em. Thì anh em chốt hàng thì lưu ý đúng hai số điện thoại này anh em mới chốt nha. Và chỉ sử dụng một số tài khoản duy nhất là số 0902 060 151. Hiện tại thì trên Facebook có một vài kiểu như là giả dạng bên em lấy hình ảnh của bên em đang bán với giá rất là rẻ, cho nên anh em lưu ý cẩn thận nha. Khi chốt hàng anh em lưu ý chỉ đúng hai số điện thoại này anh em mới giao dịch nha. Đúng hai số này và đúng một số tài khoản số 0902 060 151 nha anh em. Ngân hàng VB Bank. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên Hồng Phúc Mobile, cho nên anh em lưu ý. Ngoài ra anh em nào có muốn mua trả góp thì bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp thông qua căn cước công dân, thủ tục rất là dễ dàng và nhanh chóng, không thẩm định tài chính và không gọi người thân nha. Chỉ cần anh em ghé trực tiếp shop em và không có bị dính nợ xấu là anh em hoàn toàn có thể lên hồ sơ được. Thậm chí những con máy mà tầm khoảng 12-13 triệu đổ xuống anh em không cần phải trả trước luôn nha, rất là dễ dàng. Rồi anh em có xài thẻ tín dụng thì bên em có hỗ trợ cho anh em quẹt thẻ thông qua máy MBOX, quẹt trực tiếp hoặc là từ xa thì ok hết nha anh em. Anh em ở xa thì em sẽ gửi cho anh em đường link của máy MBOX, rồi anh em điền thẻ thông tin của thẻ tín dụng vào. Quẹt thẻ thành công thì em sẽ miễn phí ship đến tận nhà, hoàn toàn miễn phí ship nha anh em. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc và chế độ bảo hành, chương trình trả góp. Mỗi ngày thì Hồng Phúc Mobile đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Anh em nào có đam mê công nghệ mà xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em được dễ dàng nha. Đầu clip em sẽ lên những con máy hôm nay em mới về, cũng khá là nhiều mẫu luôn em ơi. Cây đầu tiên là một siêu phẩm đến từ Samsung. Đây là con S22 Plus phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. Con này 128GB màu xanh. Mức giá em lên cho con này là 7.900.000. Ngoại hình con này thì còn khá đẹp, lưng đẹp nè, kính đẹp và sườn thì nó có hơi nhăm nhẹ theo thời gian. Nói chung con này đạt tầm khoảng 98% anh em. Đó, chỉ nhăm nhăm nhẹ nhẹ thôi, không có bị cấn, không có bị móp. Hàng Việt Nam thì anh em sẽ dùng được hai SIM vật lý rất là tiện lợi. Con này màn hình khá là to nha anh em. RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128, chạy con chip ROG Snapdragon 8Gen 1, dùng hai SIM, anh em gắn cả hai SIM vào luôn nha. Pin của dòng này là 4500mAh và có chức năng ghi âm cuộc gọi mà rất là nhiều anh em yêu thích những sản phẩm của máy Việt Nam. Đây, anh em có thể bật lên để tự động ghi âm nha. Rồi con này thì cũng khá là đẹp, 98%, em lên với giá là 7.900.000, em về được có đúng một cây thôi anh em, S22 Plus nha. Còn cao đời hơn một tí thì em cũng có về được một cây S22 Ultra, cũng là phiên bản Việt Nam màu đỏ đô nha anh em. Con này thì quá đẹp luôn, đẹp 99%, 10.900.000 cho con này nha anh em. Đây em quay cho anh em xem cái phần ngoại hình nha. Rất là đẹp luôn, con này thì hầu như là không có bị cấn mớp phẩy gì hết anh em ơi. Đạt chuẩn 99% luôn nha. Màn hình long lanh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh. Con này thì cũng xài được hai SIM vật lý và có ghi âm luôn nha. Hàng Việt Nam cho nên dùng anh em dùng thoải mái, gắn cả hai SIM vào. Pin dòng S22 Ultra thì được nâng cấp hơn dòng S22 Plus nha, 5000mAh. Và thêm một cái chức năng rất là đáng kể để anh em trải nghiệm, đó là cái siêu phẩm camera. Đó, khả năng zoom xa con này lên đến là 100m luôn nha anh em. Đó, anh em đi ruộng, đi rẫy, đi du lịch, chụp hình non nước, biển này kia nọ là quá là ngon luôn nha anh em. Hoàn hảo 99%, em chỉ có đúng một cây thôi. Đó, anh em chốt con nào thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo số em. Hai số em chạy trên màn hình đây.
Ngoài hai số này thì không phải là bên Hồng Phúc Mobile, cho nên em lưu ý nha. Nhiều khi có rất là nhiều người mà lấy hình của bên em để đăng bán giá rẻ để lừa cọc anh em. Và bên em chỉ sử dụng đúng một số tài khoản 0902060151. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên em lưu ý giúp em nha. Rồi, máy đẹp 99 S22 Ultra Việt Nam 128GB bộ nhớ 10.900K nha. Tiếp theo là một siêu phẩm nắp gập của Samsung. Đây là con Samsung Galaxy Z Flip 5 phiên bản Việt Nam 256GB bộ nhớ. Con này còn bảo hành quá là dài luôn em ơi. Tới ngày 11 tháng 9 năm 2025 nha. Em lên con này 9.900K. Ngoại hình thì không có điểm nào để chê luôn. Đẹp keng 99%. Đó, phiên bản Việt Nam màu xanh mai. Con này thì cái màu nó quá là đẹp luôn em ơi. Màu này thì cực kỳ đẹp và rất là ngọt nha. Đây, màn hình tần số quét rất là cao, 120Hz, phiên bản nắp gập nha anh em, đó, Samsung Z Flip 5. Đi vào cấu hình chi tiết con này, RAM sẽ là 8GB và bộ nhớ là 256. Con này dùng được 2 SIM luôn nha anh em, một SIM vật lý và một eSIM. eSIM này thì anh em ra ngoài nhà mạng của số điện thoại anh em đang xài để nhờ họ add eSIM vào, chi phí thì tầm khoảng 30 đến 35.000 thôi anh em, chứ không có gì là mắc nha. Đây, Samsung Care 11 tháng 9 năm 2025. Con này thì quá là đẹp luôn, 99%. Bên em sẽ tặng thêm sạc cáp zin 25W cho anh em nha, đồng thời sẽ miễn phí ship đến tận nhà. 9.900K nha anh em. Giá 9.900. Cây màu tím này là phiên bản quốc tế Mỹ, Samsung S21 Plus 128GB bộ nhớ. Con này thì ngoại hình cũng còn quá là đẹp luôn anh em, gần như là 99%. Không có bị cấn, không có bị mớp gì hết nha. Nó chỉ nhầm xíu xiu ngay chỗ chân sạc thôi, còn lại là đẹp hết. Cây máy này thì em bán cho khách xài chắc cũng được khoảng 4-5 tháng rồi. Khách đổ qua dòng khác cho nên em mới vừa thu lại đây anh em. RAM 8GB, bộ nhớ là 128. Con này chạy chip ROG Snapdragon 888 nha. Dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Đã lên ROM O1 quốc tế, xóa bỏ áp rác nha anh em. Pin của dòng S21 và LED này thì cực kỳ là trâu bò luôn anh em, 4800mAh. Đó, tần số quét 120Hz nha. 5.900K cho siêu phẩm S21 Plus. Em về chỉ được đúng có một cây thôi. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho anh em dòng máy mà cực kỳ là bền bỉ và rất là trâu bò về vấn đề pin. Đó, em về hôm nay được 4 cây 15 Plus nha anh em. 3 cây phiên bản Hàn Quốc có xài SIM vật lý và 1 cây phiên bản XA 2 SIM vật lý nha. Em sẽ review trước cho anh em dòng máy phiên bản sách tay từ Hàn Quốc về. Ba cây này thì rất là đặc biệt luôn em ơi. Pin 100% và sạc không lần. Và đó là những con máy mà hầu như là chưa xài luôn nha em. Ngoại hình thì đẹp play new xuất sắc. Và cả ba con này em sẽ bán lần lượt. Màu đen thì 17.800K. Và màu hồng thì 18.200.000 nha em. Đây, review trước cho anh em cây màu đen. Ngoại hình của lô này em về thì cực kỳ đẹp và sắc nét luôn. Hầu như là không một tì vết luôn em. Nó không có vết trầy luôn, đẹp xuất sắc, like new luôn em ơi. Rồi đi vào chi tiết của con 15 Plus này như sau. Đây, màn hình đây rất là to, rất đẹp. Cũng có mặt trước là cái tạp viên thuốc chứa danh của Apple nha anh em. Dung lượng pin 100%, sạc không lần. Con này sử dụng đầu tiên vào tháng 8 năm 2024. Hầu như con này là chưa từng sử dụng nha anh em. Đây, đi vào chi tiết con này. Đây, phiên bản KHA 15 Plus. Nó báo pin và màn hình linh kiện Apple chính hãng nha. Có nghĩa là những cái linh kiện này thì Apple đã thay. Apple thay nha anh em chứ không phải là người dùng thay. 128GB bộ nhớ, một SIM vật lý và một eSIM nha. Dòng 15 Plus bản Hàn Quốc thì nó giống hệt như bản Việt Nam thôi anh em. Có chỗ để SIM nha, một vật lý và một eSIM. Đó, nguyên zin 100% theo tiêu chuẩn của Apple nha anh em. Đó, báo linh kiện chính hãng, em ri rất là kỹ lưỡng ở đây. 17.800 cho máy màu đen và máy màu hồng thì 18.200K. Đó, màu hồng thì luôn luôn cái dòng này nó sẽ mắc hơn những màu khác nha anh em. Tại vì màu hồng thì cực kỳ đẹp và sắc nét, cái màu này thì cực kỳ đẹp luôn. Đẹp hơn cả 16 Plus mới ra nha anh em, màu 16 vừa ra thì nó hồng quá. Đây cũng là bản KHA, pin báo linh kiện Apple chính hãng, con này nó báo có một dòng thôi. Khi anh em lên iOS 18 thì cái dòng này nó sẽ biến mất nha anh em, nó sẽ có thêm một cái dòng nữa là cái dòng lịch sử linh kiện. Nói chung em còn để iOS 17, anh em có thích thì để về xài, hoặc là mình có thể lên 18 để mình dùng nha. Con này cũng sạc không lần và sử dụng đầu tiên vào tháng 7 2024. Hàng xách tay thì bên em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng theo tiêu chuẩn của Apple.
có màu hồng rất đẹp, 18.200.000 nha. Còn cây phiên bản ZA 2 SIM vật lý thì sạc 19 lần, pin thì cũng vẫn đủ 100%, ngoại hình cũng xuất sắc, like new. Con này em bán cao hơn bản hàng có 200.000 thôi anh em. 18 triệu chẵn cho con 2 SIM vật lý nha. Đây là phiên bản Hồng Kông ZA. Anh em gắn cả 2 SIM vào sử dụng giống như là một con máy Android bình thường nha. Dòng Hồng Kông thì luôn luôn nó sẽ cao giá hơn tất cả các mã khác anh em. Đây, pin 100% đủ và sạc 19 lần. Phần giới thiệu đây anh em. Đây, bản ZA 128GB. Anh em gắn cả 2 SIM vào chiến đấu luôn nha. 18 triệu đồng cho một con máy siêu pin iPhone 15 Plus nha. Còn cao đời hơn thì em sẽ lên cho anh em dòng 15 Pro Max. Em còn được có 3 cây thôi anh em ơi. 2 cây màu xanh và 1 cây màu trắng silver. Hổm rày em về rất là nhiều luôn. Được anh em ủng hộ dòng này thì cực kỳ là nhiều. Hiện tại giá 15 Pro Max đang rất là hợp lý nha anh em. Đây là thời điểm rất là tốt để anh em trải nghiệm siêu phẩm của năm rồi. 15 Pro Max nha anh em. Em review trước cho anh em một cặp màu xanh, một cây pin 89 và một cây pin 91 với mức giá chênh lệch nhau đúng 1 triệu đồng, 23 triệu 9 và 24.800.000. Cặp này thì có bóp zin kèm theo máy hết nha anh em. Đó, ngoại hình thì còn quá là đẹp luôn, hầu như là không có bị cấn mớp hay là trầy xước gì hết anh em, gần như là 99% nha. Phiên bản chính hãng Việt Nam thì anh em dùng được 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM thoải mái luôn nha anh em. Đây, con này pin zin còn được 89%, sạc 265 lần. Còn bảo hành tháng 10 2024, nói chung là cũng gần hết rồi. Bên em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng nha. Một cây duy nhất pin 89 23.900.000. Còn cây pin 91 thì 24.800.000 nha anh em. Đó, chênh lệch nhau 900.000. Cặp này thì cũng có bóp zin kèm theo máy luôn nha. Còn cây màu trắng silver thì em bán với giá là 25.600.000. Pin zin cao 91%, dòng này thì cực kỳ là hot hiện tại, hầu như là không có một cái lỗi nào luôn em ơi. 16 Pro Max thì nó thỉnh thoảng có một vài cây bị lỗi reset lại nha. Hiện tại thì 15 Pro Max cực kỳ là bền bỉ nha anh em. Con này pin 91 sạc 259 lần, đã hết bảo hành hãng thì bên em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng nha. Hàng VM, một SIM vật lý và một eSIM. Con này 25.600.000 nha. Bên em bán hàng thì luôn luôn thu lại những con máy bên em bán ra và có giao lưu trao đổi tất cả các loại đời máy cho anh em luôn. Rồi tiếp tục thì em sẽ review cho anh em dòng 13 Pro Max. Em còn được 2 màu thôi anh em, màu gold và màu xanh blue Sierra. 128GB bộ nhớ em bán lần lượt là 14.300.000 cho pin 82 và 14.900.000 cho pin 88%. Cặp này thì ngoại hình siêu đẹp và siêu nét, đẹp 99% luôn em. Đó, những con máy này thì em tuyển lựa rất là kỹ để trước khi phục vụ anh em. Nguyên zin 100%, chưa từng fit màng nha. Nói chung là màng zin, men zin và vỏ zin. Còn pin 82 màu gold thì có hộp zin kèm theo máy. Em bán chỉ có 14.300.000 thôi anh em. Cái máy này thì em thu lại của khách, bên em xài cũng một năm mấy rồi. Khách lên 15 Pro Max cho nên em mới vừa thu lại, chất lượng cực kỳ là đảm bảo cho anh em nha. 128GB bộ nhớ, một SIM vật lý và một eSIM. Dòng 13 Pro Max này thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn hình xanh trắng trọn đời máy, cho nên em tuyệt đối yên tâm khi mua máy bên Hồng Phúc Mobile nha. 14.300.000 và 14.900.000 cho bản 128GB. Còn bản 256, máy 98% thì nó mắc hơn có mấy trăm nghìn thôi anh em, 15.200.000. Con này thì ngoại hình đẹp 98%, sườn nó có bị phẩy đúng một vết ngay chỗ này, phẩy rất là nhẹ ngay mép nha, không ảnh hưởng gì tới phần lưng và cái phần chính diện cái sườn, anh em nhìn cũng không có thấy được cái vết phẩy, phẩy đúng một chỗ đó thôi, còn lại là ok hết nha anh em. Con này cũng là phiên bản Việt Nam, 15.200.000 cho bản 256GB bộ nhớ nha anh em. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp 12 Pro Max hôm nay mới về, màu xanh thôi anh em ơi. Một cây thì tầm khoảng 98, một cây 98-99%. Em bán lần lượt với mức giá là 12 năm và 12.800.000. Cây 12 năm thì pin 96%. Con này thì sườn nó có phẩy nhẹ tầm khoảng 98%. Đây, chỗ này nó bị trầy trầy nha anh em. Cái này là bị trầy, trầy cái mép sườn, mép viền nha, chứ không phải là bị cấn anh em ơi. Đó, nó bị phẩy nhẹ thôi. Đó, nói chung là con này thì nó phẩy một hai vết ở sườn, nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi anh em, chứ không có nặng gì lắm nha. Đó, màn hình thì đẹp keng, pin rất là cao luôn em ơi. Con này thì pin 96%. Đi vào chi tiết, con này là bản LLA quốc tế Mỹ,
256GB bộ nhớ, dùng được 2 SIM nha, một vật lý và một eSIM. Pin con này khá cao, 96%, nguyên zin nha anh em. Đó, con này thì 98%, em bán là 12.500.000. Còn cây máy đẹp hơn, không có bị cấn, chỉ nhâm nhẹ sườn thì em bán là 12.800.000. Con này thì cũng là phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Đó, anh em nào dễ tính thì 99% thoải mái luôn nha. Chỉ nhâm nhẹ thời gian thôi, không có bị cấn, không có bị móp cho con này. LLA quốc tế Mỹ 256GB bộ nhớ. Con này cũng là pin zin 85% nha anh em. Đó, dòng 12 Pro Max thì cực kỳ là bền bỉ theo thời gian, hầu như là nó không có bị lỗi hết anh em ơi. 12.800.000 cho bản 256GB pin 85% nha. Em còn được một cây duy nhất 14 Pro Max 256GB phiên bản quốc tế Mỹ, con này pin cao 90%. Em lên với mức giá cực tốt luôn em, 19.200.000. Cây này thì cũng là máy bên em bán ra và cách xài là một thời gian em mới vừa thu lại đây. Đang bọc keo nguyên cây, con này thì sườn nó hơi dâm nhẹ theo thời gian. Đó, nó dâm dâm như thế này. Đang bọc keo nguyên cây BBF luôn nha. Mặt lưng cũng dán luôn rồi. Cái này là cái miếng dán nha anh em chứ không phải là trầy lưng nha. Đó, màn hình thì đẹp keng. Ngoại hình thì con này chắc tầm khoảng 97-98% thôi. Không cấn, không móp nha. Chỉ nhâm theo thời gian, đặc trưng của màu tím. Phiên bản LLA quốc tế Mỹ 256GB bộ nhớ. Phiên bản Mỹ thì anh em không có chỗ để SIM một tí anh em ơi. Thì anh em muốn xài SIM thì phải add 2 cái eSIM vào. Pin zin cao 90%. Con này thì pin cực kỳ là châu bò. Đó, ngoại hình còn khá là ổn luôn nha anh em. Không cấn, không móp, chỉ nhâm sườn thôi. 19.200.000 cho bản 256GB nha. 13 Pro Max em còn được cái màu gold, máy đẹp 99%, 14.600.000 nữa anh em ơi. Đó. Màu gold thì em có hai cây nha, một cây 143 nè. Đó, một cây thì 146. Cặp này thì ngoại hình đẹp keng span luôn, con này pin 83, con kia pin 82% nha anh em. Con này là phiên bản LLA quốc tế Mỹ, báo màn hình linh kiện Apple chính hãng. Con này đã được hãng thay màn hình rồi nha, cho nên nó báo là chính hãng của Apple thay chứ không phải là người dùng thay nha anh em. Pin 83%, 14.600.000 nha. Thì em lên cho anh em một con siêu phẩm bộ nhớ khủng long Samsung Galaxy Z Fold 5, bộ nhớ 1TB nha. Màu xanh rất là đẹp luôn em ơi. Con này thì ngoại hình đẹp gần như là 99%, hầu như không có bị cấn hay là móp trầy xước phẩy gì hết anh em. Màn hình thì trong ngoài hiển thị đẹp long lanh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh gì hết nha. Nói chung là hai màn hình cực kỳ là chất lượng luôn em. Và con này còn bảo hành chính hãng Việt Nam cho tới ngày 30/11/2024. Dùng được 2 SIM vật lý, RAM 12GB, bộ nhớ 1TB là 1024GB. Anh em tha hồ mà lưu trữ nha. Tần số quét màn hình rất là mượt mà, 120Hz. Đó, dòng này thì thích hợp những anh em nào mà thích xem phim, nghe nhạc, xem bóng đá hoặc là dùng những tất dịch vụ văn phòng. Nói chung là màn hình rất là to, anh em trải nghiệm siêu phẩm màu xanh rất là đẹp nha anh em. 22.900.000 cho con máy Fold 5 bản 1TB, cực kỳ là khủng long nha. Em chỉ có đúng một cây này thôi. Anh em chốt thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh em giao lưu, trao đổi tất cả các loại đời máy. Chỉ cần anh em ghé trực tiếp để bên em thẩm định máy nha anh em. 22.900.000 cho bản Fold 5 1TB nha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy Z Fold 5 phiên bản đến từ Hàn Quốc. 256GB bộ nhớ, mức giá thì cực kỳ tốt luôn anh em. Chỉ có 17.800.000. Đó, bản Fold 5 thì anh em dùng quá là ngon luôn em ơi. Con này thì em thu lại của khách xài, nó bị trầy trầy phải phẩy ngay chỗ này thôi, trầy phẩy ngay cái gáy này, còn lại là đẹp hết nha. Mọi chỗ khác thì ok, màn đẹp long lanh và màn trong màn ngoài hiển thị ok, không có bị bất kỳ một cái lỗi nào nha anh em. Đó, 17.800.000 Samsung Galaxy Z Fold 5. Bản này thì anh em dùng được 2 SIM thoải mái, một vật lý và một eSIM nha. Em chỉ có đúng một cây thôi, mức giá cực kỳ tốt luôn em. Tiếp theo là một siêu phẩm đến từ Motorola. Đây là con Motorola ZA 2023 có 5G, màu tím siêu đẹp. Ngoại hình thì không có điểm nào để chê rồi, đẹp keng luôn em ơi, 99%. Đó, siêu phẩm nắp gập đến từ Motorola nha. Có thêm màn hình ngoài, 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Con này em bán là 6.900.000 nha anh em. Hôm nay em sẽ giảm giá cho anh em con này để trải nghiệm siêu phẩm đến từ Moto. Đó, khi mà bật ra thì anh em xem cái nắp gập ở giữa nè, cực kỳ là phẳng luôn nha, hầu như là rất khó thấy luôn em ơi. Đó, tần số quét con này thì cũng rất là cao. Và con này là thì xài thuần Google cho nên cực kỳ là mượt mà và cập nhật phần mềm rất là nhanh chóng nha anh em.
đó, Motorola Razr 2023 em chỉ cũng có một cây duy nhất thôi, 6.900.000 nha. Tiếp theo là một thương hiệu đến từ Oppo, đây là con Oppo Reno 12F, 12GB RAM và 256GB bộ nhớ, bảo hành siêu dài, chính hãng tại Việt Nam tới ngày 25 tháng 9 năm 2025 nha em. Mức giá em lên cho con này là 7.300.000. Đó, ngoài hình con này thì khách xài lướt thôi, đẹp đẹp like new luôn, không một tì vết. Một Oppo Reno 12F nha em. Đó, cực kỳ là mượt mà, màn hình sáng đẹp, màn hình phẳng nha. Dòng Motorola thì pin châu bò và camera thì cực kỳ là ảo diệu, rất là đẹp nha em. 7.300.000 cho siêu phẩm Oppo. Tiếp theo là một siêu phẩm Samsung Note 10 Plus phiên bản quốc tế Mỹ, màu bạc đa sắc. Con này thì em thu lại của khách xài siêu kỹ và siêu chất luôn em ơi. Ngoại hình đẹp keng sờ beng luôn, 99%. Duy chỉ có màn hình thì nó hơi bị ám nhẹ theo thời gian, ám nhẹ phân tần thôi chứ không phải là bị lưu ảnh nha anh em. Đây, đó anh em thấy không, nó ám xíu xiu ngay chỗ này, chỉ ám rất nhẹ thôi, còn lại là ok hết, mọi chức năng sử dụng bình thường. Bản quốc tế Mỹ thì chạy chip Snapdragon 855, chỉ sử dụng được có một sim thôi anh em. Thôi nha anh em, pin dòng này thì 4.300 mAh, RAM con này 12GB, bộ nhớ là 256, được trang bị thêm cây bullet pen. Ở trong quá trình anh em dùng thì anh em sẽ không có thấy được cái ám nha, trừ khi lưu ảnh thì anh em mới thấy được thôi. Rồi, ngoại hình quá đẹp, 4.800.000 cho một cây duy nhất Note 10 Plus phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Nó rất là đẹp luôn, màu bạc đa sắc, đổi màu theo góc cạnh nha. Đây là con Xiaomi Redmi K50 Gaming màu xanh. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 95-96% thôi, sườn thì có nhăm nhẹ theo thời gian, không có bị cấn, không có bị mốp. Và con này thì hiện tại đang xài cái rum gốc tiếng Anh nha anh em, chưa xài tiếng Việt. Hai sim RAM 8, bộ nhớ là 128GB, có nút chip G để anh em chơi game. 4.900.000 cho một siêu phẩm gaming tầm trung nha, 4.900.000. Tiếp tục là một cặp Samsung S21 FE phiên bản chính hãng Việt Nam, em có được hai màu, màu trắng và màu tím nha anh em. Cặp này thì ngoại hình đẹp long lanh xuất sắc luôn, không một tì vết, nói chung đẹp, rất là đẹp nha anh em. Đây là một cái tiêu chuẩn rất cao cho một con máy cũ đã qua sử dụng, còn cả siêu viền, cho nên anh em thoải mái yên tâm dùng về vấn đề ngoại hình. Hai sim vật lý, RAM 8, bộ nhớ 128GB nha, có 5G và có ghi âm. 5.600.000 cho siêu phẩm S21 FE, hàng chính hãng Việt Nam, màu sắc rất đẹp luôn em, màu tím và màu trắng nha. Còn đây là con Samsung Galaxy M53 phiên bản đến từ Hàn Quốc, một sim, 4 camera sau, cực kỳ là chất luôn. Em chỉ còn được có màu đen thôi em, màu trắng và màu xanh thì em đã bán hết rồi. Ngoại hình thì đẹp long lanh, 99%. Ở dòng này thì anh em chữa cháy quá là ngon luôn, body siêu mỏng luôn anh em. Một sim RAM 8GB và bộ nhớ là 128, có ghi âm cuộc gọi và pin thì là 5.000 mAh, cực kỳ là trâu bò nha anh em ơi. 4.000.000 cho siêu phẩm M53 đến từ Hàn Quốc nha. Tiếp theo em lên một cặp iPhone 12 Pro Max và 14 Pro Max anh em. Cây 14 Pro Max này phiên bản 256GB em mới vừa thu lại của khách, pin 90%. Nó hiện tại thì đang dán BBF nguyên cây, cái này là cái miếng, do cái miếng dán nha anh em, chứ không phải là bị trầy lưng nha. Sườn thì nó có nhăm nhẹ theo thời gian như thế này, đó, nhăm nhăm theo thời gian, không có tránh khỏi cho một con máy màu tím. Đây là lỗi chung của dòng này nha anh em. Đây, sườn nó nhăm nhăm nè, đó, nhăm nhẹ thôi. Hiện tại đang dán BBF rồi, anh em về chỉ cần SDS eSIM là anh em xài vô tư nha, nguyên zin 100%, pin cao 90% nha anh em. Con này thì phiên bản quốc tế Mỹ, anh em dùng 2 eSIM, không có chỗ để SIM vật lý nha. eSIM thì anh em ra ngoài nhà mạng để họ add 2 eSIM vào để anh em xài, cực kỳ là chất luôn em ơi. Mức giá thì cực kỳ tốt cho bản 256GB Mỹ nha, 19.200.000 cho con này. Đó, chỉ có 19.2 thôi, em chỉ về được đúng một cây phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Còn cây 12 Pro Max màu trắng này là bản quốc tế 256GB, phiên bản sách tay được từ Mỹ về nha. Bản quốc tế Mỹ màu trắng thì ngoại hình không có điểm nào để chê rồi, đẹp 99%. Con này thì màn hình nó bị lưu ảnh nhẹ theo thời gian nha anh em. Đây, anh em thấy được cái lưu ảnh chỗ bàn phím không? Nói chung là rất là khó thấy, thì nói chung là nó bị lưu ảnh nhẹ ở bàn phím. Trong quá trình anh em dùng thì sẽ không có thấy được nha. Ở đây cũng có một cái điểm lưu nữa nè anh em, nó lưu rất là mờ luôn. Quay qua cam thường thì em đã cố gắng quay cận cảnh nhất có thể,
anh em cũng khó thấy được cái phần lưu ảnh ở bàn phím nha. Nói chung là những bàn phím này là nó lưu nhẹ mờ theo thời gian thôi, không đáng kể lắm. Và em bán với mức giá thì rẻ hơn cả bản 128GB anh em ơi. Con này thì em lên với giá là 10.900.000 nha, chỉ có 10.900 thôi, em quên ghi giá rồi. 256GB, một sim vật lý và một eSIM. Con này thì pin đã được thay mới 100%. Đó, anh em về chỉ cần SE SIM và một sim vật lý để dùng, xài được hai sim nha. Dòng 12 Pro Max thì cực kỳ là bền bỉ theo thời gian, hầu như là không có bị có lỗi nào hết anh em ơi. 10.900.000 cho bản 12 Pro Max 256GB nha. Đây là con 14 Pro phiên bản chính hãng Việt Nam màu tím. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 97-98%. Sườn nó phai màu theo thời gian, không có bị cấn, không có bị mốp. Lưng đẹp và kính đẹp. Con này pin zin còn khá là cao nha anh em, 87%. Bản Việt Nam cho nên dùng được hai sim, một vật lý và một eSIM. 16.300.000 cho con iPhone 14 Pro 128GB phiên bản Việt Nam nha. Mẫu này thì em cũng đó đúng một cây thôi. Đó, anh em chốt thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo giúp em nha. Và bên em có hỗ trợ cho anh em giao lưu, trao đổi tất cả các loại đời máy luôn. Anh em ở xa thì đã từng mua máy bên em thì em sẽ ship đến tận nhà, rồi anh em đưa máy và đưa cái tiền chênh lệch cho shipper là xong. Còn những anh em nào ở gần ở Sài Gòn thì ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha, định giá 16.300.000 cho bản 14 Pro nha anh em. Tiếp theo là em lên một cây iPhone 13 thường màu hồng rất đẹp. Pin zin 86%, con này em lên với giá là 10.300.000, bộ nhớ 128GB. Ngoại hình thì đẹp ken xà beng luôn, 99%, đương nhiên là nguyên zin nha. 10.300.000 cho phiên bản quốc tế màu hồng siêu đẹp và siêu nét anh em. 13 thường 128GB nha. Tiếp theo em lên một cặp nhỏ gọn để anh em chữa cháy, đó là cặp này. Đây là cặp iPhone XS 64GB màu đen, ngoại hình đẹp tầm khoảng 97-98%. Sườn chỉ có nhâm theo thời gian, không có bị cấn, không có bị mốp nha anh em. Đó, một cây thì pin zin 90% và một cây thì pin đã được thay mới 100%. Dòng XS thì anh em dùng được hai sim, một vật lý và một eSIM, rất là tiện lợi nha anh em. 4.400.000 em bán cặp này, chỉ có 4.400.000 thôi. Còn cây màu đỏ này thì là iPhone XR, bộ nhớ cao 128GB, pin zin 88%, em lên với giá là 4.700.000. Ngoại hình thì đẹp xuất sắc 99%, phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em, một sim vật lý và một eSIM. Ngoại hình thì còn quá là đẹp rồi, 98-99% luôn. 4.700.000 cho iPhone XR, bộ nhớ cao 128GB nha. Tiếp theo em lên một cặp Silver iPhone X 64GB, pin cao 92%. Cặp này em lên đồng giá cho anh em là 3.900.000. Ngoại hình thì quá là đẹp và xuất sắc, do là màu trắng cho nên anh em dùng rất là lâu cũ. Chỉ có thay mỗi cục pin thôi, màn zin, men zin và vỏ zin. Pin này là pin thay nhé anh em. 3.900.000 cho iPhone XS 64GB, đầy đủ tất cả các chức năng. Dòng này thì chỉ sử dụng được có một sim thôi, XR và XS thì anh em xài được hai sim vô tư, có xài eSIM nha. 3.900.000 cho siêu phẩm iPhone X nha anh em. Tiếp theo là em lên cho anh em dòng SE 2020. Đây là con những con máy mà em lựa cực kỳ là chất lượng luôn em ơi. Ngoái đẹp hình đẹp ken 99%. Đương nhiên là nguyên zin 100% nha. Pin cũng khá là cao, pin màu đỏ thì pin 87% và màu trắng thì pin zin 82%. Ngoại hình thì nhỏ gọn như là iPhone 8 và bên trong cấu hình rất là mạnh mẽ của iPhone X 11 Pro Max. Và khả năng con này anh em dùng được hai sim luôn, một vật lý và một eSIM nha anh em. 3.500.000 cho iPhone XE 2020. Anh em thích nhỏ gọn, cấu hình cao thì chụp lại màn hình gửi vào Zalo giúp em nha. Dùng được hai sim thoải mái, một vật lý và một eSIM nha. 3.500.000 cho iPhone XE 2020. Còn đây là con iPhone 12 mini, bộ nhớ cao 128GB, con này em thanh lý cho anh em chỉ có 5.600.000. Ngoại hình thì sườn có phải cấn nha anh em, tầm khoảng 95-96% thôi. Nó sườn có bị cấn mớp theo thời gian, nói chung còn khá là đẹp. Đây, cấn mớp ở góc sườn nha anh em, không có bị bể gì hết, nó lưng đẹp và kính đẹp. Con này thì pin đã được thay cell rồi, nhưng mà không có thay cáp phít cho nên nó báo là 70-mấy% thôi anh em. Nhưng mà cell này là cell pin mới, em mới thay nha. Đây, nó pin báo 75% nhưng mà bên trong nó đã theo cell size
sale pin mới 100% nha anh em. 5,6 triệu cho iPhone 12 mini nhỏ gọn màu trắng còn khá là đẹp, 95-96%. Bản này thì anh em dùng cũng được hai sim luôn, một sim vật lý và một eSIM. Bên em bán máy là quốc tế nha, chứ bên em không có bán máy lock, cho nên em bao quốc tế cho anh em chọn đời máy. 5,6 triệu cho iPhone 12 mini sườn phẩy nha anh em. Rồi, clip thì cũng đã dài, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em nào xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em hàng ngày nha. Anh em chốt con máy nào thì chụp lại màn hình gửi vào Zalo số này giúp em 0902060151. Bên em sẽ miễn phí ship đến tận nhà cho anh em luôn. Rồi, kiểm tra hàng đúng như cam kết, đúng như em miêu tả thì anh em mới nhận máy và hoàn toàn miễn phí ship nha anh em. Tặng thêm sạc cáp. Dòng nào có ốp lưng thì em sẽ tặng cho anh em, và những dòng nào có cường lực thì em sẽ chủ động tặng cho anh em luôn. Hầu như đa số iPhone thì em sẽ có full mã cường lực, còn Samsung và Android thì em không có nguyên dáng, cho nên anh em thông cảm nha. Còn ốp lưng thì những máy nào có em sẽ tặng cho anh em, còn những máy nào không có thì anh em vui lòng trang bị giúp em. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye.